kiếm cây cơ. À, đây là cái bộ phận thu âm mình dùng để mình thu những cái âm thanh không qua dây nhợ gì hết, mình thu bằng cái máy này. 63 49 triệu 51. Bên đây mình có cái này là rẻ nhất bên mình, 29 triệu 500. Đây là cây Boxer. Giờ mình sẽ để cái máy gần ở đây, là mình sẽ đánh thử cho các bạn nghe để các bạn so sánh hai cái âm thanh của cây RV302 với cây Boxer 29 triệu này.